Hình thành trung pháo tiến thất binh qua Hà Sa, đối phản cung mã bình xe yêu đoái. Đen bình xe mời đổi, nước cờ trong thực chiến hiệu quả không được tốt. Đỏ bình pháo vào lộ 7. Đổi lại, như đỏ phi pháo quá hà. Cờ đỏ ưu thế. Như đỏ pháo 8 bình 7. Đỏ tiến tốt đầu, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đỏ đi mã 8 tiến 9. Cờ đen chờ pháo 2 bình 7. Cờ đen có thế phản công. Như đỏ tốt 5 tiến 1. Đen lùi pháo. Đổi lại, như đen đi sĩ 4 tiến 5. Cờ đỏ ưu thế. Như đen pháo 2 lùi 1. Đến đây,
Cờ đỏ hai phương án đi quân. Một là xe 3 bình 7 và hai là pháo 5 tiến 3. Phương án đi quân đỏ xe 3 bình 7. Đỏ bình xe mày đòi là cờ đỏ bỏ quân để lấy thế. Đỏ tiến xe tóc mắt tượng bắt pháo. Nước cờ chặt chẽ có sức mạnh. Cờ đỏ có thế công mạnh. Mời các bạn xem lại cái đi con này.
Cờ đỏ có thế công mạnh. Phương án đi quân thứ hai của đỏ là pháo 5 tiến 3. Đen nhảy mã ra lách ngoài. Đổi lại. Nghĩa là đi xe 1 bình 4. Cờ đỏ dễ đi. Như đen mã 7 tiến 8. Cờ đỏ thắng thế. Mời các bạn xem lại cái đi con này.
Cờ đỏ thắng thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.